Đấy, bên này là bán hoa mi. Đây 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 đây, xem anh này có một con chim chim cắt à? Con này cắt hay gì anh? À, con này nuôi từ nhỏ hay là bấy vào đó? Vừa bấy được á? Con này con diều hâu. Cắt chứ phải không? Cắt á? Cắt chứ nhỉ? Không biết là cắt là diều hâu. Cắt cái bé này diều hâu to. Con trông như đại bàng non nhỉ? Nó phân biệt ở cái chân này này. Cái con loại cắt thì chân nhỏ rồi diều hâu như. Chào các bạn nhé. Thì hiện tại hôm nay là mình tiếp tục đưa anh em đi đến với chợ bờ sông này. Đấy, chợ bờ sông. Sông Kỳ Cùng đấy các bạn nhé. Đấy, sông Kỳ Cùng Lạng Sơn này. Cầu Kỳ Cùng kìa. Đấy, bên này là đền Kỳ Cùng đấy các bạn kìa. Đấy, thì ở bên cạnh đền Kỳ Cùng thì có một chợ phiên. Đấy là chợ chim. Chợ chim cảnh của Lạng Sơn các bạn nhé. Đây, chợ chim cảnh của Lạng Sơn thì ở bên góc này chắn chắn với cái ô tô này. Đấy, còn ở bên này thì bán một số những con lợn này, lợn giống này. Đấy, thì hôm nay tiếp tục đưa anh em đi đến với chợ chim cảnh của Lạng Sơn các bạn nhé. Thì chợ hôm nay trời hơi mưa rồi, không biết là chim anh em có mang ra chơi nhiều không, nhưng mà sẽ đưa anh em đi tham quan một vòng chợ chim của thành phố Lạng Sơn các bạn nhé. Mời các bạn đi cùng mình nào. Đấy, vào khu vực này thì là anh em ở đây bán rất nhiều lợn giống này các bạn này. Đấy, trời mưa cho nên là che đậy rất nhiều lợn giống các bạn nhé. Đấy, khu vực này bán lợn giống này. Đấy, trời mưa nên che hết lợn rồi. Đây các bạn này, còn khu vực ở bên trong này nhé các bạn nhé. Đấy, khu vực bên trong này là khu vực chợ chim này. Đây, đây là toàn bộ khu vực chợ chim cảnh của thành của Lạng Sơn đây nhá. Đấy, trời mưa nhưng mà vẫn thấy anh em mang chim ra rất nhiều đây. Đấy, không biết là có loại chim gì nhiều thì mời anh em vào bên trong xem các bạn nhé. Đấy, đầu tiên này. Đấy, đấy, khu vực hôm nay có rất nhiều chim. Đây là toàn là trà màu đây. Đó, nhìn thấy toàn là trà màu đó các bạn nhé. Trà màu, trà màu. Rất nhiều trà màu. Đấy, rất nhiều trà màu luôn. Đây có mấy con trà màu rất là đẹp luôn. Trong lồng to này. Đấy, anh em à, vẫn có người mang chim ra chơi tiếp. Đấy, nhìn thấy là ở đây rất nhiều trà màu luôn này. Một số những tiểu mi. Trà màu núi, trà màu đất. Trà màu bông. Đấy, bên này cũng vậy. Đây, bên này cũng nhiều, toàn là trà màu các bạn này. Chợ này rất nhiều trà màu luôn. Đấy, đây toàn trà màu. Một cô vẫn nói mày trải qua khu vực này. Đấy, khu vực này cũng toàn trà màu. Chợ này hôm nay là toàn thấy trà màu nhiều. Đấy, khu vực này bán phụ kiện cho chim, thức ăn cho chim đều có hết. Đây có mấy con họa mi. À, đây có 4 con họa mi này các bạn này. Nhưng mà chợ này tiếp tục lên trên. Ui, bên trên này là bán lồng chim. Đấy, rất nhiều lồng chim này. Tất cả các loại lồng chim. Đấy.
Quay nhiều chưa? một tí. Đấy, còn bên này là có một số loại chim các bạn nhé. Đấy. Một số loại chim ở bên này là những con khiếu lùn cánh tím này các bạn này. Đây là có những con khiếu lùn cánh tím này. Đấy, con tiểu mi này. Đấy. Bên kia có một con chè than. Vun mật. Đấy. Số trà màu bông. Đây con hút mật. Hút mật ở trên khuyên. Đấy. Đấy, con này bán không? Một số loại chim một lồng. Bán rồi. Bán lít rồi. Đừng đổi trà màu với em. Bán rồi. Lan Phượng. Bán luôn cả lòng cho người ta. Đòn mất luôn bạn. Con này đẹp rồi. Lan Phượng. Bán rồi, 3 lít rồi. Con này nuôi lồng to. Avi. Bỏ cái đuôi nó được mà. Sợ cái đuôi không? Bỏ cái đuôi nó vào. Đuôi tí thảo lòng luôn. Đuôi dài mới đẹp nhất cái đuôi. Nhưng mà không ra đâu, bắt tay thôi. Bắt tay nhá. Tay đuổi ra thì éo được. Ở trên kia cũng có anh một con này mà. Trên này. Kia anh kia cũng có một con. Anh thả ra xem nó còn quay lại không. Giữ cái đuôi tí không? Không nào. Xong rồi. Ôi em. Nhớ sợ chim quá không đang được. Mấy con này một con sắp to rồi. Một con sắp to. Một con kia chẳng sắp to sắp to rồi. Con kia nó cùng nó chân ngáy rồi. Ừ, bên này bán rất nhiều lồng chim. Đấy. Trời hôm nay là mưa các bạn nhé, hơi mưa phùn phùn rồi nhưng mà các bạn anh em mang chim nó vẫn rất là đông. Cái à? Quyên. Đấy. Xuân rồi đấy. Lâu rồi. Chim non. Lâu gì? Non lên. Có là mắt non á. 300. Cảnh hai cái lồng này cũng là lồng trà màu. Nói chung là chợ chim này ở khu vực này bán rất nhiều trà màu các bạn. Quay con nào đẹp thì chắc là không biết con nào đẹp nhưng mà anh em phải đến tận nơi. Một số loại lồng bấy, lồng biếc đủ hết đấy.